Jimmy kính chào tất cả quý khán giả của The Jimmy TV. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì quý vị thấy là Jimmy hay đi travel khắp nơi, những tiểu bang, những thành phố có những nghệ sĩ đang định cư tại nơi đó. Và hôm nay Jimmy đang có mặt tại miền Bắc California, và cụ thể là thành phố Los Gatos, để đến thăm một ngôi nhà hàng rất dễ thương của một người nữ ca sĩ mà quý vị đã nhớ đến ca khúc Đừng Xem Đêm Nay. Và bên cạnh đó, hôm nay còn có sự xuất hiện đặc biệt của thân phụ của cô, đó là nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt, là một trong những người nhạc sĩ rất là giỏi về đàn hạ uy cầm. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt và nữ ca sĩ Thảo My. Xin chào chú. Dạ, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Jimmy. Dạ. Xin chào anh Jimmy. Dạ, chào chú, mà chào chị. Thảo My xin thân ái kính chào quý vị của đài Jimmy TV. Rất hân hạnh được Jimmy ghé hôm nay. Dạ. Hôm nay thì chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng rất dễ thương của chị Thảo My. Nhà hàng này tên gì chị? Cho khán giả được biết được không? Nhà hàng tên là North. North nghĩa là tiếng Việt là hướng Bắc. Nhiều người khách tới hỏi phải đây là bán đồ ăn miền Bắc hay không? Mình nói không phải. Mình bán là đồ ăn nó kiểu như Việt Nam, thuần túy Việt Nam. Không nhất thiết phải là miền Bắc. Dạ. Yeah. Yeah. Tại sao lại đặt tên đó? Từ đây là trên cái đường North Santa Cruz Avenue. Okay. Đó. Yeah. Nhiều người còn hỏi đây là phải North Korea, North Vietnamese mà không phải. Là tại tên đường North. Dạ. Yeah. Cho nên quý vị nào mà đến miền Bắc Cali, mà cái vùng ở tại Los Gatos, thì đến nhà hàng này nha, để ủng hộ kế nhà băng US băng. Thưa chị, em được biết đến chị với rất nhiều những cái ca khúc trữ tình, như chẳng hạn Đừng Xem Đêm Nay. Nhưng mà sau này đó thì em có một người bạn cho em một cuốn băng, có hình ảnh của chị làm người mẫu ảnh. Đó là cuốn băng Một Thở Yêu Đàn, đặc biệt với tiếng đàn hạ uy cầm của Phạm Mạnh Đạt. Này, chị có hát trong đây nha. Có hả? Ồ, chị không em biết. Có. No, em xem tìm trong đây không thấy. Chị hát bài bài Nhà Trang không? No, bài Tango cho em. Bài Tango cho em, bài Tango cho em, đúng rồi. Đây là một trong những cuốn băng đầu tiên chị đóng góp tiếng hát. Qua tiếng đàn của bố. Chị được bố hướng dẫn, khuyến khích nhiều lắm. Ca hát. Dạ. Rồi làm người mẫu ảnh luôn. Làm người mẫu luôn. Thưa chú Phạm Anh Đạt, chú học đàn Hawaii guitar này đó lâu không? Từ hồi nào? Từ lúc mà tôi còn học sinh ở Hà Nội. Thì ban đầu tôi học violon. Dạ. Thế nhưng mà về sau vì cái phong trào, cái thời vàng son của cái đàn hạ uy cầm là thập niên 40, 50, thì hầu như lúc bây giờ các nhạc sĩ đều biết chơi đàn này cả. Yeah. Thế mà cái đàn này nó du nhập hình như là từ quần đảo Hawaii vào. Yeah. Tiếng đàn nghe thanh thoát rồi thì nghe nó buồn. Nghe nó non lắm. Hấp dẫn lắm. Yeah. Non để non. Thành làm tôi lại bỏ về violon, tôi chạy sang cái đàn này. Yeah. Nhưng mà tôi cũng không biết là vì có thể vì lý do đam mê hay làm sao mà tôi sang cái đợt này tôi học rất là mau lắm. Hồi xưa tôi có học William Chấn. Rồi đồng thời về sau này thì tôi cũng có mua sách vở những cái bài nhạc nước ngoài vào. Thành ra thì tôi cũng tập dượt. Đến khi mà tôi sang bên bên Mỹ đấy, sau năm 75 đấy, thì cái buộc một đối văn nghệ thì tôi cũng có đàn cái đàn này với lại cái cộng đồng Việt Nam ở Las Vegas. Thế thì có một cái khi mà tôi đàn thì có mấy người bạn Mỹ họ đến họ nói chuyện với tôi mà họ bảo ông bây giờ ông đi học cái country music thì gọi là ông ở bên này thì ông kiếm nhiều tiền lắm. Thế tôi cũng có đi học một thời gian về country music là nhạc đồng quê của Mỹ. Yeah. Nhưng ngoài nhạc đồng quê của Mỹ thì cũng nhiều bài cũng thấy cũng hay lắm, nhưng mà khó lắm. Yeah. Nó khác với ở cái
cái đời nó khác, nó đập chân gì giờ rồi thế này, dùng không những giờ chân này tay này thầy thì cũng vất vả đó. Dạ. Đấy. Thường mình đàn guitar bình thường là mình để cái đàn mình đàn, nhưng mà riêng với cái guitar Hawaii này thấy để trên cái đùi của mình giống như đàn tranh quá vậy. Dạ. Có phải không? Đúng rồi, thì cái thời mà mới du nhập vào Việt Nam á, dạ, thì cái đàn nó để trên đùi. À. Mà nó có mà 6 dây thôi. Dạ. Mà nó có một cái cần bằng cái 6 dây. Ừ. Thì về sau này rồi thì người ta mới cải tiến ra, làm thêm một cái đàn nữa, rồi thì nó có chân có cẳng thì trông nó có vẻ hoành tráng một chút. Mới là hai nữa là nó có hai bộ dây, một cái dây thì có khi bộ dây này hợp với bài nhạc này dễ đánh hơn, có khi lại hợp với bài khác, cái bộ dây khác lại dễ đánh hơn, thì đó là thành ra nó có hai bộ dây. Thành ra cái đàn nó gọi là hai cần. Dạ. Thì bây giờ phần nhiều là anh em chơi nhạc về hạ cầm này phần nhiều là dùng cái đàn hai cần. Dạ. Mà cái đàn này nghe nó réo rắt, nó giống tiếng đàn bầu, phải không ạ? À vâng, đúng rồi. Giống tiếng đàn bầu. Trong trong cái nó cuốn băng mình trong cái cuốn băng mà một tuổi đàn thì bạn cầm lên trên tay đấy, thì tôi có trong đó là có lời nói giới thiệu của cô Lệ Thu về cái tiếng đàn nó giống đàn đàn bầu. Và người ta người Việt Nam có câu là đây không cái gì làm thân con gái chứ nghe đàn bầu, làm thân con gái chứ nghe đàn bầu. Chị ơi, hồi bé đó, chị hồi nhỏ nó có bao giờ nghe ông đàn ở trong nhà không? Cái đàn hoại cầm này. Nghe. Có nghe, chị cứ lén lén, chị núp núp chị nghe. À. Mê lắm chứ. Có học ông không? À, không, mà tại hồi nhỏ có mỗi lần bố tập đàn thì chị chỉ núp lén nghe thôi. À. Cái xong cái bố nhìn lên bắt gặp chị thì bố nói con hát đi, con hát đi. Và chị lại mắc cỡ chị chạy trốn. Rồi sau này chị lớn rồi chị mới chị cũng hát ngao ngao thì mình cái giống như nó trong cái tâm mình rồi đó. Thì mình thích nhạc thì mình hát, cho nên giờ chị tuy rằng cái cuộc đời sống chị rất là bận rộn bây giờ nhưng mà nhiều khi nghe lại những cái dòng nhạc nó cũng làm mình đưa mình lại quá khứ, đưa lại mình cái thời mình yêu văn nghệ đó. Và chị mong rằng cái niềm yêu văn nghệ mãi mãi tồn tại trong lòng chị, chứ không cho rằng cuộc đời nó đưa đẩy đến đâu. Đúng không? Như là cách đây 10 năm thì thấy chị có trở lại sân khấu của Isa đó, hát cái bài Đừng Xem Đêm Nay, nên là cái tình yêu âm nhạc của chị vẫn còn ở đó. 2006. Đúng rồi, 2006, mười mấy năm, 15 năm. Mười mấy năm, 15 năm. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đến rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng, đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này, hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tôi khi nằm lắng nghe tiếng đêm,
trở lại với chú Phạm Minh Đạt. Thì trong cái cuốn Một Thổi Yêu Đàn này, Jimmy thấy có nhiều những sáng tác của các nhạc sĩ khác, nhưng bên cạnh đó có một bài ghi là do chú sáng tác, đó là bài Hẹn Ngày Mai. Chú sáng tác bài đó là dịp nào ạ? Chú hẹn ngày. Thứ bài đó là bài hầu như là bài đầu tay của tôi. Đúng rồi. Tôi viết năm 1956. Yeah. Khi mà vào tôi đi theo gia đình vào trong Nam đó. Yeah. 55 thì 56 tôi viết cái bài đó là sở dĩ tôi viết cái bài đó là vì này. Lúc giờ ở tuổi học trò. À. Thì đâu là nhớ quê hương, nhớ bạn bè, rồi bạn nhớ học đường, nhiều thứ nhớ lắm. Thành nhớ ra, bạn gái không? Thì thành ra thì thành ra đó, tôi mới viết ra cái bài Hẹn Ngày Mai. Hẹn Ngày Mai. Trong đó thì, có câu mở đầu rất là hay, có như là nói với người mẹ nữa trong đó, phải không ạ? Vâng. Nói với người mẹ hẹn sẽ về. Thì đó là cái bài hát Hẹn Ngày Mai mà chú sáng tác từ thời ở mới di cư vào Nam. Vâng, cái bài này coi như bài đầu thay của tôi. Dạ, và trong đây còn có thêm một bài nữa là bài Xuân Nào Em Nhớ Không. Vâng, thì cũng cái bài đó thì cũng tôi viết cách đây cũng sau chừng độ 1 năm, 2 năm nữa. Dạ. Thì tôi cũng cảm hứng ra một cái chuyện mà cũng người bạn gái cùng học trò thì vẫn cuối tuần gặp nhau để mà ca nhạc vui thì thành ra tôi sáng tác rồi. Dạ. Ồ, vậy là bên cạnh việc học đàn hạ uy cầm thì chú còn sáng tác nhạc nữa, thì chú học sáng tác từ ai ạ? À? Tôi phần nhạc tôi học ông Nguyễn Xuân Khoát. Thế nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát thì ông ấy có là vì cái thời đó ông ấy từ thành thị. Yeah. Ông Nguyễn Xuân Khoát là ông tốt nghiệp âm nhạc ở nước ngoài ở đấy, không phải là chơi đâu ạ. Thế thì ông ấy từ lúc bây giờ thời kháng chiến ông chạy về quê. Yeah. Thế ông ấy ở bên cạnh nhà tôi. Yeah. Thế thì tôi lúc bây giờ tôi mới có 12 tuổi, mười mấy tuổi thì tôi cứ cái đợt băng vô ăn tô, tôi bập bùng thì ông nghe thì ông sang ông đâu sao tới tao thấy mày này hay quá. Thế rồi thì ông ấy cao hứng, ông ấy chỉ tôi này khác. Thế nhưng mà nói sự thật ra thì sau này là tôi cũng học được ở cuốn sách của nhạc sĩ Hoàng Thi Thư sáng tác để sáng tác bài nhạc của tôi. Cuốn sách đó là tôi nghĩ đấy, ông Hoàng Thi Thư là một người mà nhạc sĩ mà đóng góp cho cái nền âm nhạc Việt Nam ở cuốn sách đó. Yeah. Coi như là cuốn gối đầu của những nhạc sĩ muốn sáng tác. Đấy, đúng rồi. Mới học về sáng tác. Học về sáng tác. Dạ. Chị có bao giờ hát những sáng tác của bố chị không? Có chứ. Giờ chị tôi hát có, nhiều không? Dạ, có chị hát bài Mưa Buồn của bố nè. Cái bài Mưa Buồn là cô hát hay nhất đó, bây giờ. Bây giờ bài đó chị thích nhất của bố. Rồi xong bài Hà Nội Chiều Mưa Bay hả bố? Hà Nội Chiều Mưa Bay. Và bài 50 năm Hạnh Phúc. Hạnh Phúc 50 năm. Hạnh Phúc 50 năm. Bài đó chị hát cho ngày bố mẹ chị đám cưới anniversary 50 năm, 50 năm. Thời gian như mây trôi gió thoảng, mới đó ngày nào mà nay đã 50 năm. Nhìn người bạn đời, nhìn gương trong xa bóng, thăm thoáng mà đây hỏi ta tiếc nuối gì không. 50 năm miệt mài xa đôi chân gối mỏi, dẫn bước hành trình
buồn vui ta có bên nhau. Nhìn người vợ hiền, nhìn bình minh rực sáng. Xin cảm ơn người hạnh phúc 50 năm. Mùi lắm. Dòng nhạc của bố chị có phản phất của nét tiền chiến, rất là sang kẻ, rất là nhớ quê hương, nhớ đất Bắc, phải không chú? Vâng, tôi thì nói thật thì nặng tình với quê hương. Dạ. Tôi biết nhiều dạng quê hương phải không? Dạ. Tôi biết có đến hiện nay tôi có thể tôi biết có tới đến mười mấy bài nhạc về quê hương. Dạ. Mà nhạc dạ. Nhớ quê hương mà thêm cái tiếng đàn hạo y cầm nó là chết người á. Nghe buồn, mà theo rắc như đàn bầu vậy đó. Thì đó là những cái sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt mà hình như là chú ra tới mấy cuốn CD, mấy cuốn băng? Bố bà ra tất cả bao nhiêu cuốn? À, nếu mà tính luôn cả và đến mười mấy cuốn thì dạ. DVD từ cassette cho tới DVD cho tới video này các cái tôi cũng không nhớ được, nhưng mà nó nằm trong cái website của tôi. Dạ. Thưa quý vị khán thính giả mà muốn xem vào cái website của tôi là để, dạ. Là sẽ có được những cái sáng tác đó của dạ. Của chú. Dạ. Nhắc đến cái cuốn Một Thổi Yêu Đàn này, Jimmy rất là yêu thích cuốn này. Thì trong đây ghi là copyright by Phạm Long. Phạm Long đây là ai? Dạ, tên cung cơm rồi. Cung cơm. Tên thiệt. Dạ. Rồi từ đâu từ Phạm Long mà thành Phạm Anh Đạt ạ? Thì tự nhiên rồi hồi tôi đi học violon rồi thì ông thầy ông ấy thấy làm sao tự nhiên là tôi thấy cái tên đó tôi thích mới đặt. Dạ. Rồi bên cạnh đó thì trong cuốn này có cái bài Ai Về Sông Tương của ông Thông Đạt. Có phải là từ cái chữ Đạt của ông Thông Đạt mà chú đặt cái tên Phạm Mạnh Đạt cho mình không? Không, không phải đâu. Tôi Phạm Mạnh Đạt là trước khi mà có lẽ cái thời mà tôi học ông Nguyễn Xuân Phát. Ông Nguyễn Xuân Phát. Thì không biết được, không yeah. biết làm sao ấy, hay là ông tôi không nhớ được thì cái ông Phát ông đặt cho tôi tên thế là thì phải. Có cái tên là lâu quá rồi thành ra nhưng mà ông ấy là cái người mà khai tâm cho tôi về vấn đề âm nhạc. Yeah. Đầu tiên thì tôi học nhạc lý ở cái chương trình trung học ở ngoài tè ngoài Việt Công đó. Ồ vậy hả? Thế nhưng mà về sau rồi thì vào trong này thì lúc bây giờ tôi vô trong lớn lên thì học ở Hà Nội thì xem như đó là cái thời gian mà ở ngoài Bắc trong những cái ngày đầu mà chú đến với âm nhạc qua cái đàn hạo y cầm và những cái sáng tác mới. Vậy thì gần đây thì chú có những sáng tác mới nào nữa không? Có chứ. Nhất là trong cái dịp virus căng thẳng. Tôi biết nhiều lắm. Tôi biết cái dịp này tôi biết đến 20 mấy bài. 20 mấy bài luôn. Rồi sáng tác xong rồi đưa cho chị Thảo My hát hay sao? Thì có bài cô hát rồi cũng có người Thảo My giải nghệ rồi. Nhưng mà nói thật thì như về sau cái phong trào âm nhạc hiện tại bây giờ nó xuống cấp. Dạ, đúng rồi. Người ta download không được. Dạ. Thế thành ra không có bán trái gì được hết. Đúng rồi. Thành ra mà thu cái giá thu băng ở nước ngoài như ở Hoa Kỳ như người ta đó cao quá. Dạ. Ca sĩ bằng ngàn không à. Đúng. Thành rồi. thường tôi nhờ anh em ở Việt Nam họ là. Dạ. Thì có một hai vài trăm bài thì làm chơi cho vui chứ mà có bán chắc gì đâu. Mấy sự thật ra thì từ lúc tôi học nhạc cho đến bây giờ thì tôi cái âm nhạc cũng chỉ là một cái mà để tôi vui vui đó. Chứ không phải tôi không sống về cái nghề âm nhạc. Thành ra
thoải mái lắm. Dạ. Thì để sẽ có dịp lần tới đi, Jimmy lên, Jimmy sẽ đến thăm riêng bác và sẽ nhờ chú đàn những cái bài hát trong những cuốn CD cũng như là những cái sáng tác của chú nha. Yeah. Những có cây đàn thì sẽ có nhiều những cái bài hát và có những cái lần trình diễn hơn. Cảm ơn chú đã góp tiếng nói trong chương trình ngày hôm nay khi mà nhắc về cái thời gian ngày xưa mà chú đến với âm nhạc. Thì bây giờ thì chắc mời quý vị nghe cái bài Mưa Buồn mà chị Thảo My đã hát trong băng ngày xưa. Yeah. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây. Mưa buồn một bóng đơn côi cho người sâu nhớ chia phôi. Mưa buồn lạnh giá tim tôi, cuộc tình buồn ơi xa xôi. Mưa buồn vọng tiếng đêm sâu, một mình thao thức canh thâu. Mưa buồn gọi mãi tên nhau, cuộc đời buồn như nhau. Đêm mưa hôm nào bờ vai em ướt, nắng sớm hôm nào trong gió mới mặt biết nghẹn ngào, lệ nhớ sâu vương đôi môi run run, nụ hôn say đắm dáng em thon gầy, tà áo bay bay tóc em hòa cài, hồn anh bỡ ngỡ bước chân em về, buồn vẫn còn đây. Jimmy à, nhắc đến cái cuốn băng này, chị mới nhìn lại chị thấy hồi xưa chị hát cái bài cho bố là bài tango cho em á, thì cái thời gian đó còn nhỏ xíu à, thời gian qua nhanh quá phải không? Yeah. Mà hồi đó là bố toàn là mời những ca sĩ có tiếng, mà chị là đứa bé tí teo này, cái được bố cho hát là mừng muốn chết luôn. Coi như là lần đầu tiên mà ra mắt khán giả đó là qua cái bài hát bài tango cho em này. Thành ra nếu mà nghe thấy chị giọng chị còn non lắm. Oh, nhưng mà chị mê hát từ nhỏ rồi, thành ra rồi từ cái cuốn băng này là các bầu show mới bắt đầu mời chị đi show hay sao? Đâu có bầu show nào đâu. Chị nghĩ chị cũng không bao giờ mơ mình là một ca sĩ cả. Nghe không, chị biết là mình thích nhạc, yêu tiếng hát, yêu dòng nhạc thôi. Thì có lẽ nó là một cái định mệnh hay sao chị cũng biết nữa, mà tự nhiên cái chị đi gặp anh Huy, không? Dạ, rồi anh Huy anh mới khuyến khích chị, không? Anh kiểu như anh gọi là cái chữ đào tạo đó, phải không? Đào tạo. Rồi từ đó chị mới đi vô con đường này, nhưng mà thực sự chị không bao giờ chị nghĩ chị là một ca sĩ thuần túy đâu, như nó. Tại vì chị nghĩ là chị nếu mà vô ca sĩ thuần túy thì chắc chị sẽ không có một mái ấm gia đình cái thời gian đó, hiểu không? Thì lúc đó là anh Đức Huy đã sáng tác những cái bài hát cho tiếng hát của chị rất là nhiều, phải không? Trong đó có một cái cuốn băng mà bên Asia thời điểm năm 90 có phát hành là cuốn Tình Khúc Đức Huy. Thì có chị hát bài Trái Tim Ngục Tù á. Trái Tim Ngục Tù, đúng rồi. Bài đó phải nói là bài đầu tiên chị thâu cho một trung tâm lớn, phải không? Trung tâm lớn của Asia. Thì nó cũng là một cái may mắn, không? Chị hát xong rồi thì trung tâm Asia muốn quay video. Hả? Mà lúc đó chị lại mang bầu. Mang bầu bé lớn, có baby bé lớn. Thành ra chị mới xin phép họ là để cuốn sau hay là để quay sau, nhưng mà tại vì họ có cái chương trình gì mà Home Caesar gì đó trong Vegas á. Thành ra sau đó anh Tuấn Anh mới hát, mà anh Tuấn Anh hát rất là hay. Anh làm cái bài nổi tiếng lắm. Ồ, vậy là đáng lẽ ra là video thâu hình là chị Thảo My là người lần thâu hình luôn. Đúng. Có baby thì cho nên anh Tuấn Anh mới thâu. Hình như chị cũng có cái duyên hụt với Asia phải không? Chắc vậy quá, không nhớ nữa. Chị biết là mình cái thời gian đó thì chị biết là chị thích hát thôi, chứ còn không chị không có nghĩ mình sẽ anything, em hiểu không?
Rồi hình như là bên Asia có mời chị ký hợp đồng độc quyền gì không? Anh Bạch Đông thời gian đó có tới nói chuyện bên Huy sơ sơ một chuyện đó, nhưng mà lúc đó chị đang mang bầu đứa bé, thành ra chị cũng nói thôi để khi nào xong rồi tính. Rồi sau đó somehow, somewhere cái tự nhiên cái cũng lạc đi. Đi thì sau đó thì trung tâm Asia họ trung tâm Thúy Nga họ mới nói chuyện bên Huy vấn đề là mà cũng bằng chủ đề. Lúc đó thì Thúy Nga là người đầu tiên làm mấy cái chủ đề nhạc sĩ đó, thâu hình video đó. Thì họ có nói chuyện về với anh Huy về cái làm một cái chương trình đặc biệt cho Đức Huy không. Thì lúc đó thì vì cái, nhờ cái đó thành ra chị mới được gắn bó với bài hát Đừng Xem Lên Mày. Thì đó coi như là bài sáng tác mới nhất của anh Huy. Cái thời gian anh viết riêng cho chị, tặng cho chị. Thành ra cũng may mắn là bài hát đó được được đón nhận bởi quý khán thính giả. Và đó có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của chị. Từ từ đó đến giờ coi như bài hát nó gắn bó với chị. Đúng. Thành ra chị cũng rất là vui mừng và cảm ơn rất nhiều quý khán thính giả. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ đúng bài Đừng Xem Đêm Nay, thời đó Việt Nam lúc em còn nhỏ xíu à, đi đâu người ta cũng mở bài đó hết á, khắp nơi luôn. Bài đó nổi tiếng từ Việt Nam về ngược Mỹ đấy. Nổi từ bên đây mới về Việt Nam. Từ Việt Nam qua. Thì chị nhớ hôm đó là cũng video mới phát hành thì bố chị đang ở Việt Nam. Bố chị Việt Nam, bố chị coi, bố chị nói ôi trời ơi con ơi họ thích lắm. thành ra sau này nó mới đi ngược về. Đi ngược, tại vì thực sự em nhớ là chị lúc đó chị không có tên tuổi gì hết, chị chỉ là một cái khuôn mặt mới phải không, mà có thể những ca sĩ nổi tiếng khác có thể đưa bài đó lên nhanh hơn, mà anh Huy anh để cho chị hát, thành ra nó cũng lên từ từ chứ nó không nhanh, nhưng mà từ cái MTV nó ra, khi mà video của Thúy Nga ra nó là coi như là lên luôn. Lúc nãy khi vào show chị có kể một cái chi tiết cũng rất là hay là những cái bài lúc ban đầu là không phải nằm trong video Đức Huy mà của Thúy Nga làm, lúc ban đầu định đưa cho trung tâm nào đó. Chị với anh Huy tính đưa bài hát cho Asia, trung tâm Asia, lúc mà sau khi chị hụt cái bài Trái Tim Ngục Tù không được thâu đó không cái thì chị với anh Huy mới đem cái bài hát đó tới cho Asia. Thì lúc đó Asia chưa có ready, hiểu không, có thể họ chưa có ready họ làm, hoặc là chưa có một cái chương trình gì trong cái chương trình của họ, phải không? Thành ra họ nói ôi thôi để từ từ, thì Thúy Nga lại tiến tới với anh Huy cái vụ này, thành ra coi như là cái duyên mệnh, hiểu không? Từ đó là cái video MTV là của bên Thúy Nga. Yes. Mà cái cái bài công nhận họ quay rất là đẹp. Chị coi Charlie xong Nguyễn. Chị cũng hết hồn. Hình như của nhóm của Charlie Nguyễn. Charlie Nguyễn, phải không? Dễ thương lắm. Một cái bài hát mà tới ngày hôm nay mọi người cũng nhớ. Nhưng mà tuy là hụt với Asia nhưng mà sau đó năm 2006 thì chị cũng có góp mặt trong Asia và hát lại bài đó. 2006 đúng rồi. Hát chung với Y Phụng. Đúng rồi. Hai thế hệ. Ôi giời, hai chị em là hai thế hệ. Không biết. Sao cũng được. Thì chị và anh Đức Huy gắn bó một thời gian rồi sau đó hai người cũng chia tay nhau. Thì cái đời sống của chị sau đó như thế nào tới ngày hôm nay? Để coi. Chị nhiều khi nó là một cái định mệnh, em hiểu không? Tự nhiên cái chia tay rồi xong rồi chị gánh cái nhà hàng. Rồi cũng vì nhờ cái nhà hàng chị mới nuôi ba đứa nhỏ, phải không? Rồi nếu mà nói thì người ta có câu là ghét ai thì xúi người đó làm nhà hàng. Vậy hả? Anh tưởng nó ghét ai là xúi là bầu xô chứ. Ủa có câu đó là không, người ta nói là ghét ai thì xúi người đó làm nhà hàng. Nhưng mà đối với chị sau một thời gian học hỏi giống như là nghề dạy nghề, em biết không, cái giết rồi cái chị đâm ra
thành một cái thói quen, thành là một cái nhân duyên của mình. Bây giờ chị lại thích, tại vì chị từ cái nhà hàng chị gặp gỡ được rất nhiều người bạn tốt, những người khách thân thương của mình, phải không? Nhất là sau cái vụ Covid, chị mới thấy là nếu không nhờ cái sự thương yêu của những người khách đó, cái nhà hàng chị sẽ không tồn tại. Em biết cái lúc Covid tới là coi như là mình đóng cửa hết. Lúc đó chị nghĩ là chị mất hết. Giống như mình, cái nhà hàng của chị nó trên cái sự chỉ mong manh vậy nè. Em nhớ không? Cái thời gian đó. Tại vì đóng cửa hết mà. Dạ, đóng cửa hết. Thì chị tưởng là chị nói chết rồi, chắc kiểu này là mấy mẹ con sạc nghiệp quá rồi đó. Nhưng mà cũng nhờ cái thành phố nhỏ này, tuy là nhỏ nhưng mà họ rất là gọi là support, gọi là ủng hộ, họ giúp đỡ những nhà hàng. Thực ra họ nâng mình lên, họ ủng hộ mình, hỗ trợ mình, đúng rồi. Thành ra nhờ vậy chị mới tồn tại. Mà vì cái đó chị mới yêu quý cái nghề này hơn. Tại vì chị cảm thấy là ông trời lấy mất cái gì mà lại đền bù mình lại cái khác. Em hiểu ý chị nói không? Chị không có rành tiếng Việt lắm nha, sorry. Nói chị là giỏi lắm rồi. Mà quý vị thấy không, nãy giờ hai chị em nè, rồi cùng với thân phụ của chị Thảo My là chú Phạm Minh Đạt, ngồi ngay cái patio của nhà hàng của chị Thảo My, mà khách cứ nườm nượp đi qua đi lại, đi vào đi ra rất là đông. Cái nhà hàng rất là dễ thương và ấm cúng, thì chúng tôi cũng muốn có cái không khí cho nó thay đổi. Ngồi trong studio hoài cũng chán, ra ngoài nhà hàng ngồi cho thấy không khí nó vui, nhất là mùa hè. Và bây giờ ở Cali của chúng ta cái vấn đề về dịch đó nó cũng đỡ rồi, đỡ bớt, cho nên là bắt đầu là mọi người vào nhà hàng ăn uống được rồi chị ha. Mà em được biết là ngoài cái nhà hàng này chị có một nhà hàng mới nữa. Có, trời ơi, chị ký cái lease đó trước khi cái vụ Covid. Thành ra cái nhà hàng đó bây giờ khai sinh là coi như là 2 năm, 2 năm mới khai sinh được. Chị cũng mới mở tuần cách đây mấy hôm thôi. Hôm nào để chị mời Jimmy ghé thăm nha. Mời quý vị tới luôn đó. Mời quý vị tới thăm. Cũng ở thành phố Los Gatos. Ồ vậy hả, gần đây không? Cách đây 5 phút. Đi chút xíu ở bên kia chút. Nhưng mà thành phố, cái tiệm đó là chị phải nói là tiệm phở. Còn đây là giống như là một cái nhà hàng ăn kiểu Mỹ hơn, không? Có bar rượu, có đầy đủ hết. Như là có ly rượu trên tay. Mời bố. Mời chú luôn. Tại vì hôm nay tới thăm thì được nhà hàng cho 3 ly rượu rất dễ thương. Mà nhà hàng này đó thì cái món chánh là cái món nào mà ta thường order chị? Ngoài những thùng món thuần túy Việt Nam mình là như gỏi cuốn ha, chả giò ha, rồi phở với lại cơm dĩa như là bò lúc lắc này nọ đó, thì đối với mình là thường, nhưng mà đối với khách Mỹ ở đây á, thì là một cái experience, gọi là cái gì, cái Mỹ Việt Nam là gì? Một cái thử nghiệm, một cái kinh nghiệm, trải nghiệm đó. Em dịch ra hết sáng nghĩa luôn. Nói chung là cái truyền thống của Việt Nam là qua những cái món đó, nó chả giò, gỏi cuốn, phải không? Thành ra họ, nhất là đi ở thành phố này, họ bị trắng nhiều. Thành ra họ thích những cái gì mà thuần túy Việt Nam đó. Họ muốn giống như là họ khi mà họ ăn, họ giống như họ đang đi về Việt Nam vậy đó. Thành ra họ đón nhận rất là nồng hậu, em hiểu không? Thành ra chị cũng mừng ở chỗ đó. Thành ngoài đó chị cần phăng ra mấy cái đồ như cái là lai chút. Thì chị có cái món gọi là Vietnamese tacos. Taco của người Mẹ. Mà chị cho thịt heo nướng. Bỏ tí đồ chua lên trên. Thịt tí ớt. Quá trời ăn luôn. Hôm nay em cảm ơn chị và cùng với chú Phạm Mạnh Đạt đã cho Jimmy đến nhà hàng nơi đây để cùng tâm tình với quý khán thính giả. Nói về chú và nói về chị thì phải làm thêm nhiều tập nữa. Chú nè thì phải có một cái chương trình cho chú đàn. Đúng. Còn về chị là phải cho chị nấu cho quý vị thấy là chị Thảo My nấu ăn. Chỗ tài nấu ăn chứ. Chỗ tài nấu ăn đúng không? Và giới thiệu cái căn nhà hàng kia. Yeah. Thì bây giờ còn vài lời chót, xin mời chị và chú có vài lời gửi đến khán giả. Thảo My xin gửi lời cảm ơn quý vị đã dành chút thời giờ để nghe lời tâm tình giữa Jimmy và Thảo My. Lâu lắm rồi không được xuất hiện trên sân khấu. Thảo My luôn luôn
gửi lòng thương mến đến quý vị và cảm ơn quý vị đã cho Thảo My cái cơ hội để gắn bó với bài hát Đừng Xem Đêm Nay. Tôi xin cảm ơn anh Jimmy đã có hảo ý và mời hai bút khuôn tới đây tâm tình với xin khán giả và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả xa gần đã theo dõi chương trình buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn chú và cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.